Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, cuối thế kỷ 19, Mitochebin là chủ đề được người ta bàn tán. Mitochebin sinh năm 1868 tại Tennessee, Mỹ với tình trạng sức khỏe hoàn toàn bình thường, trừ việc cô có 4 chân, hai xương chậu và hai bộ phận sinh dục riêng biệt. Mặc dù có vẻ ngoài khác thường nhưng điều đó vẫn không ngăn cô cưới chồng, sinh con và trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Mitocobin về hưu non chỉ sau 5 năm hành nghề triển lãm bản thân và đến nay vẫn là một bí ẩn đối với giới y học. Josephine Murter Cobin sinh ngày 12 tháng 5 năm 1868 ở quận Lincoln, Tennessee, Mỹ. Bố cô bé lúc đó mới 25 tuổi, còn người mẹ đã 34. Cả hai trông rất giống nhau với tóc đỏ, mắt xanh và da trắng, đến mức bệnh viện phải kiểm tra để chắc chắn hai người không cùng quan hệ huyết thống. Khi cô con gái của họ chào đời, các bác sĩ hết sức ngạc nhiên khi mơ với cơ thể dị dạng lại khỏe mạnh trong khi đáng ra bé cùng sản phụ phải tử vong. Ngay từ khi mới lọt lòng, mơ thờ đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của người ngoài. Mơ có tới 4 cái chân thay vì hai cái chân như những người bình thường khác. Cô được chẩn đoán mắc phải hội chứng hiếm gặp có tên Dipigius. Mơ thờ sở hữu hai phần xương trậu riêng biệt cùng hai đôi chân không khác gì một dị nhân. Trong đó, một đôi chân thuộc về cô, còn đôi chân kia của người chị em song sinh vì một vài lý do nào đó người chị em song sinh của Mother đã bị tiêu biến đôi chân đó là phần cơ thể duy nhất được sinh ra cùng với Mother điều này có nghĩa là cô có bốn chân hai bộ phận sinh dục hai hậu môn mỗi bên sẽ hoạt động một cách độc lập ngoại trừ chu kỳ kinh nguyệt giống nhau thậm chí một bên có thể bị tiêu chảy và bên kia bị tá bón thực tế chỉ có hai chân bên ngoài là lớn lên cùng sự phát triển cơ thể của Mother trong khi hai chân bên trong thì khá chậm lớn và hầu như không có khả năng di chuyển. Cô thường phải đặt may váy thiết kế đặc biệt để thích nghi với bốn chân khác thường của mình. Ngoài sự khác biệt này ra thì Mơ Thờ vẫn sống và sinh hoạt như những người bình thường khác. Ngay từ khi Mơ Thờ mới chỉ một tháng tuổi, cha của cô đã đem khoe con mình tới những người hàng xóm hiếu kỳ. Những bài viết về đứa trẻ bốn chân kỳ diệu liên tục xuất hiện trên những tờ báo lớn. Mơ lớn lên cùng sự tò mò của người ngoài Cô nhanh chóng trở thành vật triển lãm kỳ lạ được nhiều ông chủ gánh xiếc thèm muốn. Năm 1881, Myrtle Cobin, khi đó chỉ mới 13 tuổi, nhờ vẻ ngoài lạ mắt của mình đã gia nhập gánh xiếc với biệt danh cô gái bốn chân đến từ Texas. Ngay sau đó, cô trở thành nhân vật triển lãm thu hút sự tò mò của nhiều người từ khắp mọi miền đất nước. Nhận thấy tiềm năng kinh tế của con gái, người bố bắt đầu hoạt động kinh doanh in phích và đăng quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhờ đó, mơ thờ, chỉ cần dùng vẻ xinh đẹp cùng nét kỳ quái đầy dị biệt của mình là cũng có thể nhận được sự thích thú từ quan khách. Thu nhập của mơ thờ vô cùng khá khẩm khi cô kiếm được 450 đô la Mỹ mỗi tuần vào thời ấy, chỉ nhờ việc trở thành vật trưng bày trong giạp xiếc. Ngày ấy, mơ thờ được mệnh danh là quý cô bốn chân xinh đẹp đầu tiên trên thế giới. Cô được ví như một nghệ sĩ thực sự với tài năng giải trí đáng kinh ngạc. Khởi điểm từ một giạp xiếc nhỏ, Cô nhanh chóng trở thành một diễn viên được yêu thích trong nhiều chương trình truyền hình. Cô thậm chí còn được bình chọn là một trong những nghệ sĩ được yêu thích nhất. Sự khác biệt không ngăn cản Mơ Chờ có được một cuộc sống bình thường. Năm 18 tuổi, Mơ Chờ Cobin quyết định về hưu sớm. Một năm sau, cô kết hôn với một bác sĩ và có một tình yêu khiến nhiều người ngưỡng mộ. Khi cô kết hôn, có rất nhiều tin đồn không hay xảy ra, nhưng cô mặc kệ và chứng minh cho mọi người thấy rằng tình yêu này là hoàn toàn xuất phát từ tình cảm chân thành. Năm 19 tuổi, Josephine xinh đẹp, rực rỡ như một đóa hoa kiêu kỳ. Hai cái chân dư thừa càng khiến cô trở nên nổi bật và thu hút rất nhiều đàn ông tìm đến. Chồng cô cũng là một trong những số đó. Vì quá ngưỡng mộ tài năng và sắc đẹp của cô, anh đã không ngần ngại làm mọi thứ để bảo vệ tình yêu này. Bộ phận sinh dục khác biệt hoàn toàn, không ảnh hưởng đến việc sinh con của Mơ Thờ dù cô đã vất vả trong thời gian đầu mang thai. Kết quả, Mother hạ sinh được 5 người con và nhiều tin đồn cho rằng những đứa trẻ chào đời từ các bộ phận sinh dục khác nhau. Mother là một trong số ít những nghệ sĩ huyền thoại bị dị tật. Cuộc đời của cô gắn liền với ánh đèn sân khấu và để lại một gia tài các tác phẩm trong làng giải trí. Năm 1928, Mother qua đời vì bệnh nhiễm trùng da liên cầu ở chân phải, căn bệnh có thể dễ dàng điều trị trong thời hiện đại nhưng điều kiện y khoa khi đó chưa có thuốc kháng sinh để kịp thời cứu chữa. Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa tìm được lời giải thích thỏa đáng cho trường hợp dị tật đặc biệt của mơ Thưa quý vị, ở trường hợp khác, một cô gái Trung Quốc có đôi chân dài không bằng nhau từ khi còn nhỏ. Cô đã trải qua các cuộc phẫu thuật trong hơn một năm để kéo dài chân trái cũng như là thay khớp gối và hông nhân tạo. Cô Su Juan, 21 tuổi, bị nhiễm trùng xương khi còn nhỏ Tuy nhiên, do cơ sở y tế ở địa phương Su còn hạn chế, nên cô không được điều trị kịp thời, khiến xương đùi bị vi khuẩn ăn mòn. Cô gái trẻ đã phải chống nặng khi đi lại suốt thời gian qua bởi chân trái của cô ngắn hơn chân phải đến 23cm. Cha mẹ của Su cố gắng dành dụng tiền trong nhiều năm và giờ đây đã có đủ tiền trả chi phí phẫu thuật cho con gái. Bác sĩ Hu Ji nói tình trạng của cô ấy khá phức tạp. Bởi chân trái của Su ngắn hơn chân phải mà khớp gối và hông của cô cũng chưa phát triển hoàn toàn cần được thay thế. Vì vậy, chúng tôi thực hiện kế hoạch điều trị gồm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là kéo dài chân trái giúp hai chân bằng nhau. Giai đoạn thứ hai là tiến hành phẫu thuật thay thế phần khớp gối và hông bên trái. Cô Su đã trải qua 4 ca phẫu thuật kéo dài từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 10 năm 2013. Ở giai đoạn thứ nhất, các bác sĩ đã gắn một khung kim loại vào chân của Su và mỗi ngày cô gái trẻ phải nới thiết bị này một chút để kéo dài chân thêm 1 mm. Bác sĩ Hu nói thêm, việc kéo căng cần phải được tiến hành thật chậm bởi các dây thần kinh và mạch máu cần thời gian để giãn ra. Ngược lại, nếu kéo dài quá nhanh, các dây thần kinh và mạch máu có thể bị đứt dẫn đến liệt vĩnh viễn. Sau một năm kéo dài chân, vào tháng 10 năm 2013, Su được phẫu thuật thay khớp gối và hồng nhân tạo giai đoạn thứ hai này đã hoàn tất vào cuối tháng 2 năm 2014 và các bác sĩ cho hay sau một vài tháng phục hồi chức năng, Su sẽ có thể đi lại bình thường. Thưa quý vị, ở Việt Nam, tại bệnh viện FV thành phố Hồ Chí Minh, giáo sư bác sĩ người Mỹ Mark K. McKinnon đã thực hiện thành công ca phẫu thuật chân cho cô gái Trần Thị Mỹ Son 20 tuổi, được coi là có đôi chân khổng lồ. Nội dung chi tiết mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Mỹ Son có quê ở thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế. Ngay sau khi chào đời, đôi chân của em càng ngày càng phình to, làm biến dạng toàn bộ chân, bàn chân và ngón chân, khiến em không thể đi lại. Bà Phạm Thị Dưa, 60 tuổi, mẹ của Mỹ Son, đưa cô con gái duy nhất đến nhiều bệnh viện nhưng đều bị từ chối. Năm 10 tuổi, mặc cảm với bạn bè và bị những cơn đau nhức hành hạ, Mỹ Son bỏ học. Mẹ không cõng nổi, em đành lết đi rất khó nhọc. Ước mơ của cô gái bất hạnh này là được phẫu thuật lành bệnh để có thể giúp đỡ cha mẹ già. Ngày 10 tháng 9 năm 2015, tại Bệnh viện FV, bác sĩ McKinnon đã cùng bác sĩ Vincent Blondo, trưởng khoa ngoại tổng quát Bệnh viện FV, trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân Mỹ Son và quyết định sẽ phẫu thuật loại bỏ khối biếu đa sợ thần kinh ở chân để ngăn chặn quá trình phát triển tiếp theo của nó. Ca mổ được giáo sư bác sĩ McKinnon cùng đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện FV thực hiện vào chiều ngày 11 tháng 9, kéo dài 4 tiếng 30 phút. Bác sĩ McKinnon cùng các bác sĩ đã cắt bỏ gốc rễ bó sợi thần kinh là nguyên nhân chính làm các khối biếu ở chân của Mỹ Son ngày càng phình to. Sau đó, ông cũng cắt bỏ hai khối u lớn ở hông trái của Mỹ Son. Nhưng do sức khỏe của Mỹ Son quá yếu nên bác sĩ McKinnon chỉ cắt bỏ phần nào khối u. Một năm sau đó, khi quay lại Việt Nam, ông tiếp tục thực hiện việc cắt bỏ các khối u khác ở hai chân và chỉnh hình chân bàn chân cho Mỹ Son. Mỹ Son được nằm tại phòng hồi sức và chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ MacKinnon là giáo sư của bệnh viện Saint Joseph ở Chicago, bang Illinois và bệnh viện Children's Memorial thuộc Đại học Y khoa Chicago. Ông đã đi khắp thế giới, kết hợp cùng các tổ chức nhân đạo chữa trị miễn phí cho các ca bệnh hiếm gặp đặc biệt là các bệnh nhân bị khối u khổng lồ trên cơ thể. Năm 2012, bác sĩ Mackay McKinnon lần đầu phối hợp với bệnh viện FV thực hiện phẫu thuật thành công tách bỏ hoàn toàn khối u khổng lồ nặng 90 kg cho anh Nguyễn Duy Hải, ngụ Lâm Đồng. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.